Rồi, ok anh em ơi, hôm nay công bố kết quả nha. Với lại thông báo cho anh em một tin buồn. Đó, hổm dài mình cứ lục đục với Shopee hoài. Rồi bây giờ công bố kết quả đi. Rồi coi anh em nào và tham gia mua game thì chọn em từ 01 cho tới 90 nha anh em. Rồi, số trúng thưởng là số 74 anh em ơi. Anh em nào mà comment số 74 không chỉnh sửa nha. Có like, có chia sẻ thì mình cảm ơn rất nhiều nha. Rồi, chúc mừng anh em số 74. Em ơi, hôm nay mình lục đục với Shopee quá anh em ơi. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ bán cá qua Zalo nha anh em, không bán qua Shopee nữa. Anh em nào muốn mua cá thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo nha, vẫn áp dụng các chương trình khuyến mãi cho anh em luôn. Đây là con cá mái Samurai mini game nha anh em. Hôm về tặng cá trống nhiều rồi đúng không? Cá mái căng trứng quá trời luôn nè, cho anh em về ép được luôn nè. Đó, anh em nào thích thì comment một số mình yêu thích đi ha, để mình tham gia tham dự đi trúng thưởng con cá này nha. Còn anh em nào mua cá cứ nhắn mã qua, rồi gọi điện hoặc nhắn tin shop ha, hoặc nhắn qua Zalo shop kiểm tra còn hàng, shop báo và chốt đơn cho anh em như ngày xưa đó anh em, ngày xưa chúng ta đã từng làm. Nhưng mà bây giờ nếu như sau này Shopee nó có chính sách gì, hoặc là nói chung để yên ắng đi anh em, chứ bây giờ mình thì tạo tài khoản mới Shopee nó cứ xóa hoài như vậy thì nó cũng mất công mất thời gian đó. Thôi thì anh em cứ trực tiếp chốt qua Zalo đi. Trời ơi, con này cái đốm nhuyễn nhuyễn đẹp ha anh em. Đó, rồi vậy nha anh em ơi, mua cá thì cứ liên hệ trực tiếp với shop mình, fanpage Facebook, Zalo ha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel Beta Coffee của mình ha. Thì đợt này mình sẽ lên cho mọi người một dàn cá trị giá chỉ có 40 cành. Đồng thời đang có chương trình sale đặc biệt cho anh em là combo 3 con 99.000 đã quay trở lại với anh em ha. Rồi, giới thiệu với mọi người bé đầu tiên gọi là một bạn Galaxy Red nè mọi người. Đây cái bạn này á, hình như cái phần thân của bạn này nè, nó có một cái vảy rồng nè. Trời ơi, nhìn rất là đẹp nha anh em. Đây nhìn rất là sáng nha, màu đỏ đậm luôn này. Bọt cũng khá là nhiều xung nha anh em. Rồi thêm bạn phía sau nha, bạn phía sau đang kè với bạn phía trước, gọi là một bạn Fancy Red nè, Fancy Red Cooper nha anh em. Đây ha, đó. Mà cái bạn Fancy Red Cooper này, bạn này kè cũng xung nè, chưa kể bọt cũng khá là nhiều luôn. Rồi hai bạn này đều là trống, hiện tại từ 241 cho tới 255 nha anh em, là mình sẽ lên cho anh em full trống hết ha. Đó, cái bạn Galaxy Red nè hiện tại cũng có giá 40.000 nha anh em, đuôi cực kỳ đẹp luôn nha, đuôi đê luôn mới chịu. Rồi cho mọi người coi lại bé phía sau. Rồi qua tới bạn này luôn, là một bạn Candy nha anh em. Đây bạn Candy bọt khá nhiều, đồng thời cái bạn này, cái size của bạn này cũng gọi là size vừa nha, size vừa thì tầm khoảng 3,5 cm á mọi người. Đó, rất là đẹp. Rồi thêm bạn phía sau luôn là một bạn Fancy Red. Ủa, Fancy Red bảy rồng luôn nha anh em. Trời ơi, Fancy Red bảy rồng luôn nè. Mình chưa có xè đuôi hết cỡ nha mọi người, nhưng mà nhìn bạn này cũng rất là đẹp ha. Rồi hai bạn này cũng chỉ giá là 40.000 và hiện tại mình đang lên cho mọi người là full điện trống hết luôn á anh em. Đó, đồng thời đang có cái combo á là mua 3 con hay vì anh em sẽ tính tiền với giá là 120.000. Thì hiện tại combo này chỉ còn có 99.000 3 con thôi nha. Đó, bạn này là một bạn Fancy Red Cooper luôn á mọi người, Fancy Red Cooper nha. Bạn phía sau luôn là một bạn Galaxy Nemo nha anh em. Đó, hai bạn này mỗi bạn cũng có giá 40.000 luôn. Rồi mãi vô nha. Hôm nay toàn lên đợt dàn cá combo 3 con 99.000 cho anh em không à. Đó, chỉ sale trong hết tháng 5 này thôi. Qua tháng 6 thì không biết có chương trình sale nào nữa không nha mọi người. Rồi, tới bạn này là một bạn Fancy Red Cooper luôn. Ủa, bạn này xe đuôi đẹp quá anh em. Rồi, đuôi căng luôn nè, đuôi đê. Ủa quá đẹp luôn. Ủa kè cực kỳ xung nha. Thì trong các dòng Fancy Red á, mình đang lên cho mọi người coi á, thì mình thấy á, là bạn 241 với lại bạn 244 này á, là hai bạn kè xung nhất ha anh em. Còn nói về cái màu đẹp nhất á, thì mình thấy cũng là hai bạn 241 với 244 á, là đẹp nhất ha. Đó. Còn bạn phía trước thì kính con nè. Rồi các bạn phía sau luôn đây. Đây một bạn Candy luôn nha mọi người. Đây. Ủa, bạn này luôn đẹp quá trời, sao giống như gọi có thể gọi là multicolor cũng được á. Rồi anh em mình chờ xíu nha, đây bạn Kim đi, đây là bạn Kim đi nha. Đó, hiện tại mình đang lên phun trống hết cho anh em ha, từ 241 cho tới 255 á là phun diện trống cho anh em luôn. Rồi tới bạn này, đây một bạn Fancy luôn nha, bạn này là được like với Fancy Red với lại Black hay sao á, mùi nó cho ra cái lượng Fancy này nè.
Cho nên là anh em nào yêu thích cái dòng fancy mà thích màu đỏ, mình nên chốt nghe bé 245 phía trước này nha. Đó, bạn này cũng to nha mọi người, cỡ lắm rưỡi chứ. Rồi các bạn phía sau luôn là một bạn Galaxy Nemo nha nha mọi tình ơi. Đó, mỗi bạn hiện tại cũng có giá là chỉ có 40.000 thôi. Mình mua 3 con á sẽ còn có 99.000 3 con nha anh em. Đó, bạn này luôn là một bạn Galaxy Nemo. Trời ơi, bạn này nhiều màu dữ vậy. Một bạn này á thì cái size sẽ hơi nhỏ xíu ha mọi người, là tầm khoảng 3 cm à. Rồi, bạn phía sau luôn là một bạn Samurai nha. Samurai trắng nha mọi người. Đen trắng. Đúng rồi, Samurai đen trắng. Đây, hiện tại mình đang lên dạng trống cho anh em nha. Đây. Rồi, anh em thấy rõ cái bạn Samurai này chưa? Đây, bạn Samurai này cũng 40 cành nha anh em. Ở khúc này hơi tối nên hơi khó coi với tay. Đây, đây. Đây, qua tới bạn này cho anh em luôn là một bạn Candy nha. Bạn phía sau nha, gọi là bạn Fancy Cooper Cam. Đây, Fancy Cooper Cam của anh em đây nha. Ui, kè luôn nè. Ui, dữ không mọi người. Đó, hai bạn bạn nào cũng kè hang hết trơn á. Rồi bạn nè, thì hiện tại á, những bé cá mà chỉ giá 40k thông thường á, cái size trung bình của nó tầm khoảng từ 3 cho tới 4 cm rưỡi á mọi người. 2 cm rưỡi cũng có nữa. Đó. Rồi anh em mình thấy rõ chưa nha. Đây, bạn phía trước là bạn Candy và bạn phía sau là bạn Fancy Cooper Cam nha. Cooper Cam nha mọi người. Mình nó nhầm nè. Đây, đây cho anh em coi rõ lại nha. Rồi tới bạn này luôn, cũng là một bạn Candy. Mà bạn Candy này cái màu nó sẽ đẹp hơn và nó không có bự bằng cái bạn 247 phía trước này nè. Mà các bạn cái màu của bạn này nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Bạn này thì sẽ nhỏ hơn bạn 247 phía trước nhiều nhưng mà được cái màu nó sẽ đẹp hơn. Bạn phía sau nha, gọi là một bạn Dumbo nha mọi người, Dumbo Lavendo ha. Ồ, bạn Dumbo này cũng to nha mọi người ơi, có 3 cm rưỡi chứ nhiêu đâu. 3 cm rưỡi, chỉ giá 40 cành thôi. Đó, Dumbo hiện tại mình còn Lavendo, với lại hình như còn một bạn dứa nữa, hiện bạn dứa ngày mai mình mới lên cho anh em coi được. Đây nha, đây Dumbo Lavendo của anh em nè. Còn có nhiều anh em hỏi dòng Dumbo White không biết còn không, thì thật ra thì vẫn còn nhưng mà tầm khoảng ngày mốt mới lên cho anh em nha, tại vì phải đợi bạn nó về nữa mọi người ơi, tại cái dòng Dumbo White này cũng hiếm á mọi người. Đây bạn này gọi là một bạn Fancy Red luôn nha, bạn Fancy Red tui star xanh nè, mấy triệu nè. Đó, hay bạn phía sau nha, gọi là một bạn đuôi tưa 40 cành màu đậm. Đuôi xì ra chưa căng mấy, nhưng mà khi mà một khi kè một cái là xè đuôi ra hơi bị đẹp và xịn luôn nha. Rồi, hai bạn mỗi bạn cũng 40.000 luôn. Hiện tại mình đang lên dàn trống cho anh em mình nha. Tới bạn này đi là một bạn Nemo dạ quen. Đây, tại sao gọi là Nemo dạ quen? Do là cái phần anh em cũng thấy á, là cái phần thân bạn này là cái màu sọc cam nè, cam với màu đỏ, giống như màu của cá Nemo á, ai mà coi phim Nemo cũng biết. Còn đôi mắt của bạn này sẽ có màu xanh, màu xanh lá cây như dạ quen á đó. Đó, cho nên mới gọi là Nemo dạ quen. Rồi, vậy đi ha. Rồi, thêm bạn phía sau là một bạn Fancy. Rồi, bạn Fancy xanh nè. Trời ơi, bạn này gọi là Fancy Blue thì phải mọi người ơi. Trời ơi, bạn này cũng to nha, bạn khoảng 3 cm rưỡi á mọi người. Không, bạn này xe vừa ha, là 3 cm rưỡi á. Trời ơi, thì những bé cá của bên mình nó thông thường, cái tuổi của tụi nó là tầm khoảng 2 tháng rưỡi trở lên không ha mọi người. Rồi, bạn này ít mới về ngay hôm nay mình lên gấp cho anh em mình coi luôn á mọi người ơi. Bạn này ít khi về nha, phải gọi là hiếm luôn á. Hay như mình đoán là cái bạn này khi mà like ra cũng hơi khó ha. Hay mình nghĩ cái bạn này like giữa bạn Fancy Yellow với lại Fancy Blue hay sao mọi người mới ra cái dòng này nè. Nhìn nó rất là lạ nha, cái mà cực kỳ độc lạ mà kè cũng sung lắm rồi mọi người ơi, thấy rõ không? Cái bạn này mặt hơi tối ha, nhìn như gọi là full mask luôn á mọi người, nên là anh em sẽ hơi khó thấy rõ mặt một xíu. Đó, và bạn này cũng chỉ có giá 40.000 thôi nha. Anh em tranh thủ săn cái dòng 250 phía sau này nha mọi người, một Fancy Blue Yellow. Đó, rồi mình tạm thời qua ha, bạn này kè sung lắm nha.
Rồi các bạn này đi là một bạn Lavendo nha mọi người. Mà các bạn Lavendo nè, tức là nó sẽ sáng hơn các bạn 248 Dumbo kia. Đợt này sẽ có hai bạn Dumbo ha. Là bạn Dumbo Lavendo màu sẫm là 248 này nè, với một bạn Dumbo Lavendo mà màu sáng hơn xíu nha anh em. Đó sẽ có hai màu cho anh em chọn. Anh em thích màu sáng thì chọn 251 phía trước, còn thích màu tối tối thì chọn 248 phía sau, màu sẽ hơi sẫm một xíu thôi. Đó, bạn này là một bạn hắc muôn. Trời ơi, bạn hắc muôn này sẽ đuôi đẹp quá anh em ơi. Đó, Dumbo này bán ra bán 60 nhưng mà giảm giá xuống cho anh em chỉ còn 40.000. Đó, nên là anh em nào mà yêu thích cái dòng hắc muôn mình nhanh tay chốt ngay bé 251 phía sau này ha. Xè đuôi cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi, tới bạn này luôn, là một bạn fan series. Một bạn fan series bình thường ha. Bạn này phong cũng to nha, 3,5 cm. Không, 3 cm thôi. Rồi, em bạn phía sau luôn là một bạn Galaxy Nemo. Trời, bạn này nè. Trời ơi, bạn này như đuôi mắt hay sao mọi người ơi. Bạn Galaxy Nemo này nè, anh em thấy không? Đây nha, cái bạn phía sau này sẽ to hơn cái bạn phía trước nhiều nha mọi người. Đây, mình sẽ soi rõ hơn cho mọi người thấy bé Galaxy Nemo phía sau ha. Trời, hơi khó thấy cho anh em quá. Đây, một cái đuôi này sao giống đuôi mắt quá anh em ơi. Ủa, đuôi xề ra đẹp quá trời luôn nè. Đây anh em. Đó. Rồi mình tạm thời qua tới cái bạn cái bên luôn nha. Rồi, tới bạn này đi, là một bạn fancy yellow nha anh em. Rồi, trời ơi, hóa mộn ghê luôn. Bạn này cũng là trống nha. Hiện tại mình đang lên phương diện trống cho anh em nha. Đây là một bạn fancy yellow. Bạn phía sau luôn, nếu mà anh em không thích dòng fan hát muôn đỏ thì mình còn hát muôn đỏ tím nè anh em. Đó, tím mộng mơ cho anh em luôn nha. Rồi, hai bạn này mỗi bạn cũng có giá là 40.000 và lên lại full vàng trống cho anh em. Tới bạn này luôn là một bạn fan series cooper mà bảy rồng luôn. Ôi, xịn sò dữ trời. Rồi, bạn phía sau nha, gọi là một bạn Galaxy Nemo luôn ha, gia đình. Đây, không, một bạn Nemo thôi, không có Galaxy gì hết trơn, Nemo bình thường. Đây nha, ôi, full mát nữa là coi như là lên hẳn 60.000 á. Nhưng mà hiện tại bạn này còn có giá của 40.000 thôi. Đây ha anh em, xa bạn nhạc thì xe vừa nha. Rồi, hai bạn mỗi bạn 40.000, trời ơi, bạn này tươi đẹp quá mọi người, như tôi mất luôn nè. Rồi, tới bạn này luôn là một bạn Nemo nữa nha, Nemo trống nha anh em. À, các bạn này sẽ nhỏ hơn các bạn bên kia nhiều ha, nhỏ hơn một tí thôi. Để sử mà bạn kia tầm khoảng 3,5 cm thì bạn này tầm khoảng 3,2 cm. À, rồi, sắp xỉ như đó thôi. Rồi, à, với lại với dòng Galaxy Nemo nè, mọi người yêu thích cái dòng mà dạng gần như full mát á thì mọi người chốt nghe bé 254 phía sau nè. Còn mọi người thích màu Nemo nguyên bản nè, là mình chốt nghe bé 255 phía trước giúp mình ha. Rồi, à, bạn phía sau nha, rồi một bạn Galaxy Blue ha nghe. Đó, bạn này hơi trầm tính ha, và chỉ có giá 40.000. Đó, nói trầm tính gì thôi tự nhiên kè luôn đó mọi người ơi, thấy ghê không? Bạn này trống nha, 40.000 thôi. Hiện tại đang có chương trình sale cho anh em á, khi mà anh em mua 3 con nha. Anh em mua 3 con thì sale xuống cho anh em 99.000 3 con thôi. Đó, rồi anh em tranh thủ chốt sale ha. Thì cái chương trình sale này chỉ kéo dài cho tới hết tháng 5 thôi nha anh em ơi. Và tới tháng 6 không biết có chương trình sale nào mới cho anh em mình không. Rồi, từ 250 cho tới 260 á. Ủa đâu, 256. Bắt đầu từ mã 256 cho tới 260 là mình sẽ lên full máy cho mình luôn. Rồi, giới thiệu mọi người hai bé đầu tiên, bé 256 phía trước này là Galaxy Nemo. Cái bạn này vừa mới về là mình bắt đem linh hồn luôn cho mọi người coi luôn à. Đó, bạn này căng trứng luôn nha, màu đẹp ha, màu tuy nhẹ nhàng một xíu nhưng mà rất hài hòa. Bạn phía sau gọi một bạn máy vàng ha, rồng vàng, máy rồng vàng cho anh em. Rồi, tới bạn này là một bạn Nemo dạ quen, Nemo dạ quen máy. Và bạn phía sau nha là cũng là một bạn Nemo luôn, Nemo máy bình thường. Đó, để nói chung là hai bạn này bạn nào cũng căng trứng hết trơn rồi nha anh em. Hai bạn mỗi bạn cũng có giá là 40.000 thôi, chỉ có 40.000 nha anh em ơi. Rồi, tới bạn này luôn là một bạn fancy yellow nha mọi người. À đâu, gọi là Galaxy yellow mới đúng chứ. Đó, bạn này cũng căng trứng nè. Và bạn phía sau cũng vậy, bạn phía sau nha là một bạn máy rồng đỏ nha anh em. Cái màu của bạn này sẽ hơi nhạt hơn một xíu ha. Này giống như màu cam luôn á mọi người ơi. Rồi, đây mình coi lại bạn phía trước ha. Rồi, có bạn này luôn.
Đây, bạn phía trước. Và một bạn candy nha anh em. Một bạn candy màu hồng nha. Thì ai yêu thích cái dòng màu hồng mình nữ tính á. Đó, mình chốt ngay cho mình bé 259 màu hồng này nha. Bé mái luôn. Bé mái này còn nhỏ nha mọi người. Thì tầm khoảng 2,5 thôi. Còn nhỏ nha, 40.000. Bạn phía sau nha. Bạn phía sau là một bạn rồng đỏ nha mọi người. Rồng đỏ này màu nó sẽ đậm hơn ha. Bạn 259 màu đỏ nè sẽ đậm hơn các bạn này nha. Bạn này thì đi màu cam nhiều hơn. Hơi ánh cam nha. Các bạn 258 phía sau hơi ánh cam. Bạn này thì thuần đỏ lắm nha. Đỏ đậm. Rồi, tới bạn này đi. Là một bạn Galaxy Nemo nữa nha mọi người. Trời ơi, giống như multicolor chứ trời. Hình như bạn đằng sau mới là multicolor. Đây, anh em chậm xíu nha. Đây, bạn này, bạn phía sau nha. Là một bạn multicolor nha anh em. Đó, mái. Thì các bạn phía sau sẽ bự hơn một xíu ha. Đó, bự hơn bạn phía trước nhiều nha anh em. Rồi. Đây, hai bạn này mỗi bạn cũng có giá là 40.000 nha. Rồi, anh em yêu thích các bạn cá nào á, mình nhanh tay bấm vào phần mô tả phía dưới video có đường link Shopee để đến mua sắm cho anh em ha. Anh em chỉ cần đặt đúng mã số phía trước phía sau, shop giao đúng tật cá cho anh em. Rồi, đồng thời đang có chương trình sale là mua 3 con hay vì tính cho anh em 120.000, hiện tại sale còn có 99.000 3 con thôi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái đợt kế tiếp cho anh em lên coi ha. Rồi, quay trở lại với anh em luôn. Thì bây giờ từ 341 cho tới 355 là mình sẽ lên lại cho anh em dạng trống nữa nha. Rồi, bắt đầu từ bạn đầu tiên là một bạn rồng đỏ trống nha mọi người. Bạn rồng đỏ trống đuôi cực kỳ đẹp, con cực kỳ căng cho anh em mình luôn. Chỉ có giá 40.000, 40.000 một con. Hai con 80.000, ba con hay vì 120, giảm xuống còn 99.000 ba con cho anh em mình nha. Bạn phía sau gọi là một bạn Galaxy Nemo ha. Bạn này hơi nhoi nha mọi người. Rồi, bạn này là trống nha anh em ơi. Hiện tại mình đang lên lại dàn trống cho anh em mình nha. Qua tới bạn này luôn, trời ơi. Một bạn Galaxy luôn nha anh em. Bạn Galaxy Lu này hơi bị hiếm nha, ít khi về lắm á mọi người. Bây giờ cái dòng Galaxy Lu này hiện tại shop mình chỉ còn đúng để mình nhớ coi, hình như là hai con thôi, hai ba con vậy thôi. Nói chung là dưới 5 con á anh em, nên là anh em nào yêu thích cái dòng Galaxy Lu thì mình chốt ngay cho mình bé 342 phía trước nhé. Bạn phía sau là một bạn Candy ha, thì hổng lại là về hơi bị nhiều dòng Candy. Nên là với lại đợt trước là cũng không có lên Candy mà có nhiều anh em hỏi không biết shop mình còn Candy không. Đây, hiện tại còn nha anh em. Vừa mới về ngay ngày hôm qua là sang hôm nay mình mới lên cho anh em được nha. Rồi, cũng 40.000 luôn. Tới bạn này là một bạn Nemo ha mọi người ơi. Ôi, bạn Nemo này đẹp quá anh em ơi. Cái đuôi nè mọi người thấy không? Đây, đuôi của bạn này xè ra cực kỳ căng và đẹp. Chưa kể bạn này cũng thích kè nha. Thích kè hơn cái bạn phía sau nhiều. Bạn phía sau nha là một bạn Fancy Red. Và anh em chậm xíu nha. Đây, một bạn Fancy Red. Hai bạn lo kè nên là cũng hơi khó nhìn cho anh em ha. Đây, phần series của anh em nha. Cái bạn này sẽ có một cái vịt đen ở bên dưới nha mọi người. Hai bạn mỗi bạn cũng có giá là 40.000 và là trống nha. Ôi, bạn phần series này ưng quá trời ưng rồi. Con to ha. Con này con vừa á mọi người. Là con vừa thôi. Chứ to thì để ngày mai đi. Ngày mai chắc lên những bếp siêu to siêu khổng lồ cho anh em luôn. Rồi, hai bạn mỗi bạn cũng có giá 40 cành cho anh em mình nha. Tới bạn này đi là một bạn Samurai. Samurai này là Samurai Lu phải không anh em? À, Samurai Lu ha. Tại vì nhiều khi do cái ánh đèn nó chiếu xuống nên là sẽ... À, Samurai trắng nha anh em ơi. Tại cái này mình bị mù màu á mọi người, nên là khi mà có ánh đèn nó sáng quá cái mình nhìn nhầm sang màu xanh. Cái này là Samurai trắng đen ha. Rồi, bạn phía sau nha là một bạn Nemo dạ quang nha anh em. Hai bạn mỗi bạn cũng có giá 40 cành nha. Bạn này trống á. Rồi, tới bạn này là một bạn Galaxy Red nè anh em ơi. Ui cha. Mà bạn này chưa có lên full màu ha. Thì anh em đem về dưỡng thêm vài hôm cho nó quen với môi trường thì có khả năng nó sẽ lên gần như full màu cho anh em mình nha. Ui, bạn này bỏ quá trời luôn. Đây, cho anh em coi lại bé này. Rồi, ok ha. Tới bạn này đi là một bạn Galaxy Nemo nữa nha anh em. Ui, màu, cái đuôi màu xanh nè. Từ màu xanh lá này chứ. Trời ơi, la nhìn lạ quá trời. Này, tới bạn này cho anh em luôn là một bạn Dumbo ha. Dumbo Lavender, vây to, tay to, kính form luôn. Ôi, bọt nhiều dữ trời. Bạn này cũng to ha mọi người. Để mình so thử coi. Ôi, gần 2 lắm rồi. Cỡ 5 rưỡi hả? Gần 5 rưỡi luôn chứ mới đúng chứ. Này,
Rồi hẹn bạn phía sau nha, gọi là một bạn fancy yellow ha mọi người. Rồi bạn fancy yellow thì tự kè luôn, không cần coi bạn phía trước thế nào luôn chứ. Rồi mấy bạn coi dữ không, bạn này cũng có giá là 40.000 nha anh em ơi. Đó, xè đuôi ra cực kỳ đẹp, cực kỳ căng luôn ha, 40.000 cho anh em. Rồi tới bạn này, đây một bạn Nemo dạ quen. Bạn này hơi mệt thì thôi để lại cho mình ha, để có gì mình dưỡng thêm. Rồi tới bạn này luôn đi, là một bạn Candy nha mọi người, Nemo của anh em, Nemo Candy. Đó, bạn này bọt nhiều nha, cũng có giá là 40.000 cho mình luôn. Đó, bạn này luôn đi là một bạn rồng đen ha mọi người ơi. Bạn rồng đen đang kèm với bạn phía sau là một bạn Fancy Red Cooper. Thì các bạn Fancy Red Cooper này sẽ có cái khối u ha mọi người. Như mọi người đã thấy, sẽ có một cái khối u ở phần vây với phần phần đuôi ha. Không có ảnh hưởng gì nhiều tới bạn này ha mọi người. Có khối u thì sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều đó, giống như kiểu một cái khối u hay gọi là vết sẹo đi ha. Đó, nói chung mình lành tính nha mọi người, bạn này vẫn kè khỏe nha, bình thường ha mọi người, không có ảnh hưởng gì hết ha, không có bị bệnh gì hết trơn á, chỉ là có cái khối u thôi. Rồi hai bạn này cũng có giá 40.000 luôn nha anh em. Đó, bạn này luôn là một bạn, bạn này sẽ giống super lát quá vậy mọi người ơi, hay fancy lát ta, nhìn giống super lát mới đúng chứ. Đó, nhìn đen thui à mọi người. Đó, chỉ có 40.000 thôi. Rồi bạn phía sau nha, cũng gọi là một bạn fancy red luôn, một bạn fancy red bình thường, chỉ giá 40.000. Fancy red bơ chứ trời, sao tôi hiền quá à, tôi cứ bị lộn tên hoài, mọi người thông cảm giúp mình ha. Rồi hai bạn mở bạn 40.000. Đó, bạn này luôn là một bạn fancy yellow, mà đôi mắt của bạn này hình như là do ghép like với một bạn nào đó mọi người. Rồi nhìn lại quá mọi người ơi, wow, bạn này size cũng size vừa nha, tầm khoảng hơn 3 xăng một xíu thôi. Rồi bạn phía sau là gọi là một bạn đuôi tươi ha. Ôi bạn đuôi tươi này cái màu nó đậm nè, mình cực kỳ thích những cái bạn đuôi tươi mà màu đậm giống vậy nha mọi người. Ôi đuôi phía sau màu tím ha, cái bạn đuôi tươi của cái đợt trước á là cái đuôi của nó sẽ màu đỏ xanh, bạn này là đỏ tím nha mọi người, trời nhìn cực kỳ đã luôn, mắt luôn à mọi người ơi. Đây của anh em mình ha. Rồi hai bạn trống ở bạn 40.000 luôn. Đây ha mọi người. Rồi mình qua tới bạn này luôn đi. Đây một bạn fancy yellow, nhưng mà cái màu vàng của bạn này nó sẽ nhạt hơn cái màu vàng của bạn này ha. Rồi cho anh em coi rõ lại ha, cũng 40.000, mà cái bạn này nó sẽ bự hơn cái bạn 350 nhiều ha mọi người ơi. Rồi bạn phía sau luôn mọi người, là một bạn đuôi tươi nữa nha mọi người. Đây đuôi tươi 350 đi ha anh em. Và đây là đuôi tươi bạn 351 ha. Ồ, cái màu của bạn này nó sẽ sẫm hơn cái bạn bên này nhiều. Bạn bên này cái màu nó sẽ tươi sáng hơn ha, nghiêng màu tím nhiều hơn, bạn này nghiêng màu đỏ nhiều hơn nha anh em. Về cái phần đuôi hả, thì phần đuôi của bạn này nó sẽ nhiều hơn cái phần đuôi của bạn 350 ha anh em ơi. Rồi đó, bạn này đi là một bạn Nemo nha mọi người, một bạn Nemo bình thường 40.000 trống. Bạn phía sau nha là một bạn Galaxy Red ha. Đây Galaxy Red của mọi người, bạn này hơi trầm tính ha, thì mình nó sơ nhanh luôn, cũng là trống và chỉ giá là 40.000 cho anh em mình ha. Rồi tới bạn này đi, đây một bạn fancy yellow nha anh em. Bạn fancy yellow này dễ thương ha, cũng 40.000, mà cái bạn này có một cái tật lõi nhỏ là sẽ bị hình như bị rách ở phần đuôi á, thì không biết anh em có thấy rõ không, bị rách nhẹ thôi, nhưng mà vẫn bọt nhiều quá trời luôn nè, những kề sung ha. Còn bạn phía sau nha là một bạn Half Moon Red luôn nha mọi người ơi. Đó, Half Moon này mình về cũng khá là nhiều, thì bây giờ mình sẽ lên sẵn hai con cho anh em coi luôn. Tại vì đợt trước có nhiều bạn hỏi dòng Half Moon á, thì bây giờ mình còn bạn này, bạn Half Moon đỏ nè, Half Moon vàng không biết còn hay không, chắc còn đó mọi người. Rồi một bạn Half Moon đỏ tím hồi nãy mình cũng có quay cho mọi người coi nữa. Rồi tới bạn này, trời ơi, một bạn Galaxy Nemo. Bạn này thì có một cái lõi nhỏ đó là bị rách cái phần vây nè, anh em cũng thấy rồi phải không, chứ không bạn này bán được với giá 80.000 á. Ô khoan từ từ mọi người, ủa bạn này hình như mình nhớ là nó nằm ở hồ 60 không à, sao tự nhiên nó nằm dưới này ta, từ từ để mình coi lại cái hồ trên. À hồ trên là do cái hồ 60.000 là do lại bị đầy á mọi người, nên là mình phải đẩy xuống hồ 40 ha. Rồi với lại á,
anh em nào yêu thích cái dòng Galaxy Nemon thì mình chốt ngay cho mình bé 354 phía trước này ha mọi người. Tại cái bạn này đáng ra bán 60.000 nhưng mình quăng xuống hộ 40.000 á nha. Bạn này là 40.000 nha mọi người. Mọi người nhớ cho mình nha. Nên là ai yêu thích cái dòng Galaxy Nemo, mọi người chốt ngay cho mình bé 354 phía trước gấp gấp nha mọi người. Không là anh chủ anh lại la mình thêm một lần nữa. Trời ơi, hổng đài báo quá trời báo chổng rồi. Rồi, bạn phía sau gọi một bạn Galaxy Yellow ha mọi người. Phần đuôi là đuôi gọi là chita xanh luôn à. Đó. Yellow nha, Galaxy Yellow nha anh em. Ủa đớm quá trời luôn nè. Chỉ có 40.000 thôi ha. 354 này á hai bạn đều có giá 40.000 nha anh em ơi. Rồi sao bạn này đẹp quá ta. Đẹp mà bán có giá 40.000 là thấy lỗ rồi đó. Không mấy anh em chốt ngay cho mình hai bé 354 này đi mọi người ơi. Phía trước phía sau đều đẹp quá trời rồi. Có 40.000 thôi nha anh em. Rồi, hai bạn trống luôn đó nha. Tới bạn này luôn, là một bạn Fancy Cooper Cam. Cái bạn này sẽ có một cái khối u nhỏ trên này nha anh em. Đó, trên cái phần vây, anh em cũng thấy rồi ha. Thêm bạn phía sau luôn là một bạn đuôi tươi nha anh em. Ôi, đợt này sao lên nhiều đuôi tươi cho anh em quá. Thì anh em nào yêu thích cái dòng đuôi tươi mình có nhiều sự lựa chọn ha. Rồi, không sợ hết đuôi tươi ha anh em ơi. Rồi, bạn này bỏ cũng nhiều ha. Đây nha anh em. Rồi, qua tới bạn này. Bắt đầu từ 356 cho tới 360 nha anh em. Là mình sẽ lên dàn mái lại cho anh em ha. Có đu tư trống rồi, đây đu tư trống nha, thì phải có đu tư mái cho anh em về ép đĩa chứ ha. Rồi, bạn phía sau là gọi là một bạn Galaxy Nemo ha anh em. Ồ, còn ngại nó chết trời. Đây, bạn 356 phía sau, mái nha mọi người, đã căng trứng nha. Rồi, hai bạn mỗi bạn cũng có giá 40.000. Khi mà anh em mua 3 con á, thì sẽ còn có giá chỉ với 3 con 99.000 thôi nha. Thay vì tính cho anh em 3 con 120.000 thì sẽ giảm xuống còn 99.000 ba con cho anh em ha. Rồi, thêm bạn phía sau luôn là một bạn hình như bạn này gọi là Galaxy Lu luôn nè mọi người ơi. Đó, Galaxy Lu mái luôn nè. Đây ha. Bạn phía trước rồi một bạn Candy, bạn phía sau là Galaxy Lu. Hai bạn mái luôn nha anh em ơi. Mái đều đã căng trứng luôn ha. Bạn này mới hai bạn này cũng mới về ngày hôm qua á, thì hôm nay mình mới lên để cho mọi người coi tại vì mình phải dưỡng cho bạn này quen với môi trường đã. Rồi. Tới bạn này cũng là một bạn Nemo ha mọi người. Bạn phía sau nha. Và một bạn Candy. Thì bạn phía sau sẽ bự hơn các bạn phía trước nhiều. Và bụng của bạn phía sau cũng căng ha. Hai bạn mái nào cũng căng trứng hết trơn á mọi người. Dưỡng thêm vài hôm là về ép đẻ là quá tuyệt vời luôn. Rồi, thêm bạn này luôn. Đây, một bạn Nemo. Một bạn Galaxy Nemo. Và bạn phía sau cũng là một bạn đu tư mái luôn cho anh em ha. Ôi, bạn đu tư mái làm sao bụng bự dữ trời. Căng trứng bự dữ. Đây nha anh em. Rồi bà này sắp đẻ luôn, tới nơi luôn rồi mọi người ơi. Đó, hai bạn mỗi bạn cũng 40.000 nha. Thêm bạn này luôn đi. Đây một bạn rồng đen cho anh em. Và bạn phía sau là một bạn rồng vàng nha mọi người. Hai bạn mỗi bạn cũng có giá 40.000 ha. Rồi, hiện tại đang có chương trình sale cho anh em. Mua một con sẽ có giá 40.000, hai con là giá 80.000 và ba con thay vì tính cho anh em 120.000 thì sẽ giảm xuống còn có 99.000 ba con thôi nha. Rồi, anh em nào yêu thích các em nào á thì mọi người nhanh tay bấm vào phần mô tả phía dưới video có đường link Shopee dẫn đến mua cá ha. Thì anh em nhớ đặt đúng mã số phía trước phía sau và coi đúng đợt cá giúp shop nha. Rồi, với lại anh em mà cần lên các mẫu cá nào khác thì mình nhớ bình luận bên dưới giúp shop ha. Rồi ngày mai shop sẽ kiếm những cái bạn mà mình muốn lên á cho anh em mình xem ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình ha. Hẹn anh em vào ngày mai sẽ có những chương trình sale đặc biệt nào cho anh em. Đồng thời sẽ hú trước cho anh em biết luôn mini game chuẩn bị lên tiếp để hỗ trợ cho anh em săn sale nha. Mini game chuẩn bị trở lại nha anh em ơi. Rồi, bye bye anh em nha. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn,
ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá betta giống như trong video của chúng tôi.